Trở ra thuận buồm xuôi gió nha. Không gặp điều khó, chỉ gặp điều may nha. Nghe sự thuận lợi đi đâu. Mới đã đến mọi người một năm mới. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến nhà hàng Bê Vàng, những món gỏi phát tài. Ở đây nhà Bê Vàng đây có món gỏi phát tài, ổ phát tài, thịt bọc hải đường, như là gà heo tất tiên, hay là những cái món ăn ngày Tết của người Trung Hoa. Gỏi phát tài ở đây được chính tay bếp trưởng nhà Bê Vàng xuống chọn và thúc kết cho quý khách. Rồi các bạn hãy theo mình đi ăn gỏi phát tài nào. Nhà hàng Bê Vàng tọa lạc tại 261-263 An Dương Vương, phường 3, quận 5 nha các bạn. Thì ngay đối diện trường Đại học Sài Gòn, ngay góc ngã ba Nguyễn Nhân Cừ, kế bên cây xăng. Đây là ngay ngã ba cây xăng Nguyễn Nhân Cừ, giáp với An Dương Vương, cuối đường An Dương Vương nha bạn. Cái đó là đầu đường An Dương Vương mới đúng. Đây mà mình sẽ quay toàn cảnh cho các bạn từ lên xuống. Giới thiệu bếp trưởng nhà Bê Vàng mình, chúc cả nhà mình năm mới phước lộc đầy nhà, vàng vào cửa trước, tiền vô cửa sau, hai cái gặp nhau chui vào cái sắt. Năm Tân Sửu mình có chỉ gặp điều may, rồi sau đây chúc cả nhà mình đại cát đại lợi luôn nha. Rồi chúc cả nhà mình ngũ phúc lâm môn nha. Phúc lâm môn. Ngũ phúc lâm môn nha, ngũ phúc lâm môn nha. Cho nên thuận buồm xuôi gió nha. Không gặp điều khó, chỉ gặp điều may nha. Bạn sự thuận lợi đi đâu không có cách ly được nha. Covid là Covid đẩy lùi hết nha. Đi dọc cà phê nha. Vậy ai chơi? Cái này chúc cho quý khách mình làm ăn năm Tân Sửu nha, nhất cổ mà dạng lợi nha. Một đồng vốn mà kiếm dạng đồng lời luôn nha. Ừ, đâu đó này cũng phải là nghe thôi. Vốn mà vạn lợi. Phải ráng ăn cho hết cái này. Dạ đầy bao luôn nha. Tiền đầy túi nha. Tình là đầy tim, đầy tim luôn nha. Vô hết một chảo luôn nha. Rồi sau đây bếp trưởng nhà mình nha. Con cho ăn khang tự dưỡng nha. Mới. Con cho vàng vô chục ký nha. Tiền đô vô chục bao nha. Cho hai cái đi. Gặp không, nhau luôn nha. Không học cũng thi đó. Bây giờ là kết sắc nha. Phải không học cũng đậu rồi mấy em. Rồi, cậu cho mãi đông này nha. Nha nha, gọi này ăn đi để được không nhiều vàng nhiều tiền á. Phát tài, phát tài nha. Tính tài, tính cầu, tính vàng vô luôn nha. Vàng vô tính luôn nha. Mời khách.